Hello, chào bạn nha. Video mình sẽ chơi game Subways. Bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ chơi nhân vật Jacques này. Và Sơn lên đường tàu, à Sơn lên tàu hỏa của ông này bị ông ấy đuổi nhá. Chúng ta sẽ chạy trốn. Bay lên trời và nhặt luôn được một cái giày này. Mình đang chạy ở trên nóc nhà nha. Ui rồi ôi, nhảy đây tiếp. Rồi, sử dụng một cái ván thôi. Sợi ảo thuật à? Biểu diễn rất là đẳng cấp luôn. Cho đấy. Lên nóc tàu chạy cho an toàn nhá. Đừng có đầm chậm nên là vàng sẽ được hút hết vào đây. Nhảy tiếp vào đây. Mài té lửa luôn. Đằng trước này là chữ P này. Không thể bỏ lỡ được, nhặt luôn. Đang vào một khu rừng. Cẩn thận, trôi rất là nguy hiểm. Hai bên đều có tàu hỏa phóng luôn. Đến một quả nhà ga. Cứ hết ván là mình sẽ sử dụng luôn một cái ván mới. Tại vì chúng ta có rất là nhiều luôn. Rồi rồi, lên nóc tàu tiếp. Hiện tại đã nhận được hơn 200 vàng. Rất là nhiều. Và đây là chữ L nhá. Nhặt luôn trong từ plan thì sưu tập đủ thì sẽ nhận được một món quà. Hết ván ạ. Đây là một cái lò xo bật thẳng lên trời luôn và nhặt được một cái nam châm. Sử dụng một cái ván nữa, cứ hết là sử dụng luôn. Có tí cái ván đây, chữ A này. Còn hai chữ nữa rồi là hoàn thành cái từ nào. Tàu hỏa bắt đầu phóng nhanh hơn rồi đấy. Nhảy qua đây rồi. Úi xài, biểu diễn này. Ôi bỏ lỡ rồi. Bỏ lỡ một ô chữ rồi. Bao nhiêu lâu mới thấy một từ, một chữ này mà bỏ lỡ mất. Không sao, đi tìm lại. Chạy một đoạn là thấy. Né, xài. Đây, chữ N đây rồi, đã tìm được lại. Còn một chữ T rồi. Né, né. Đâu, mình mất vẻ luôn, đây chữ T. Và mình đã hoàn thành chữ này nhá. Phần quà đó chính là một tràng vỗ tay. Sử dụng luôn cái ván thì hết là thật luôn. Không phải xoắn. Ây, ngay vào đây à? Ui, bị ông ấy bắt rồi. Mở một hộp hỏa chấm này. Được mới về 269 coi. Rồi chúng ta sẽ đổi sang nhân vật khác. Tiếp theo mình sẽ cho VS với Chicky nha. Yo yo, bắt đầu thôi. Chicky, đây là trang phục của Chicky nha. Quá dùng ván. Đâm ngay vào cái tàu. Dùng luôn một ván mới đi. Một cái lò xo bật nhảy ạ. Bay lên trời luôn. Nhận luôn một chiếc giày bật keo. Ui, may quá mình vẫn nhận được cái jetpack này. Hết khá nhanh. Có lẽ là chúng ta chưa nâng cấp nữa đi. Đấy, biểu diễn này quay chảo thứ. Lâu lâu lại biểu diễn cái. X2 vàng. Úi xời ơi. Lại hết ván rồi. Ván cũng hết khá là nhanh. Hết thì dùng cái mới luôn, cho an toàn. Gì ơi, một chiếc 500 à? Luôn là này đáng nhiều vàng. Chuẩn bài luôn. Nói đúng cái đoạn là nhiều về. Nhưng mà mỗi tội hết là không kịp nhận. Thêm lúc nữa phải ngon không. X2 vàng tiếp. Rồi hết ván trượt rồi nhá. Hết ván trượt thì lại tiếp tục chạy bộ.
rồi tí toàn một thế ngôi sao đánh hai vàng này.